thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn mi lần bước ra. Rải tính ngộ ấy hà quyết tư dứt, đèn đau tâm sáng rực soi đường. Cầu tu cho đạt ngộ hương, quay gươm trí huệ ma dương hải hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý, trong xác thân dám thì lục căn. Đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Để thuyết giảng đợt 2, phần này chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ Tân An, thị xã Tân Châu, An Giang bình giảng hai câu trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu: quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền, công an nhân dân sở tại, kính thưa đồng đạo Lâm Văn Đức là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thượng A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Hồng Ngự và đồng lễ tham dự. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 27 tháng Giêng niên Giáp Thìn, và ngày hôm nay cũng là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo Nguyễn Thị Trang cũng được sự phân công của ban phổ điền giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua đôi điều đạo đức thông qua thánh ngôn lời dạy của Đức Thầy. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay tất cả chúng ta lại gặp nhau nơi máy đạo tràng, trụ sở làm việc của ban trị sự xã Phú Thượng A. Thì đối với nơi đây thì chúng tôi cũng về thường xuyên hàng năm, chúng ta gặp gỡ với nhau quá nhiều qua các cái chuyên đề khác nhau tại cái hội trường cũ, và lần lần đến ngày giờ này thì chúng ta đã có một cái cơ sở mới, cũng có thể là tạm tương đối trong một cái quá trình phát triển tôn giáo trong giai đoạn đổi mới. Thì đặc biệt mỗi lần về đây thì trong lòng chúng tôi cũng như giáo lý viên Nguyễn Thị Trang và các giáo viên khác
mỗi lần về đây cũng như một cái ngày hội, bởi vì quý vị, quý đồng đạo khắp nơi tập trung về đây, có thể nói là đầy cả một hội trường. Cho nên thì điều này nói lên một tinh thần thương thầy lo đạo của tất cả quý vị. Và nhất là ngày hôm nay, thì vừa rồi chúng ta cũng đã nghe giáo lý viên của mình đã chia sẻ qua một cái chuyên đề ân tam bảo. Thì giờ đây đến phận sự của chúng tôi thì sẽ tiếp tục chia sẻ qua hai câu giảng sau cùng trong một cái thánh phẩm mà Đức Thầy sáng tác vào ngày mùng 6 tháng 3 năm Nhâm Ngũ, nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1942 ở tại nhà ông Chí Giỏi, cựu thơ ký của số phủ Nam Kỳ, trong quá trình Đức Thầy lưu cư ở tại Bạc Liêu trong giai đoạn 15 tháng 12 ngày. Thì quý vị cũng hiểu, do một cái điều kiện đặc biệt cho nên Đức Thầy mới sáng tác cái bài thi này với cái tựa đề Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Qua cái nhan đề này thì chúng ta cũng hiểu có một đồng đạo chúng ta ở Bạc Liêu trong giai đoạn Đức Thầy ở đó thì đã nhiễm, đã đắm say cõi trần, đã phạm giới luật, đã có quy y, nhưng mà người này, vị đồng đạo này không làm y. Cho nên đó là một cái nguyên nhân chính yếu mà Đức Thầy sáng tác qua cái bài thi này. Thì trong cái sự sắp xếp của ban tổ chức thì mỗi lượt thuyết giảng thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Để thứ nhất là cho quý vị xem coi trong quá trình giáo lý viên trình bày chúng ta có chú tâm lắng nghe không. Vì vậy cho nên trước khi đi vào chuyên đề thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là sau khi kết thúc thì chúng tôi sẽ đặt 5 câu hỏi. 5 câu hỏi ngày hôm nay xin giới thiệu chung, ngoài cái chuyên đề thì chúng tôi sẽ có các câu hỏi bên ngoài hỏi để rạng lại coi đồng đạo chúng ta giờ này thuộc giảng thầy tới đâu rồi. Cho nên lưu ý để làm chi, lâu lâu rồi chúng ta làm bài test vậy đó, để cho nó vui, cho đồng đạo biết tánh của mình. Rồi mình ngại lắm, đứng diễn đàn thì mình chỉ muốn thời gian nó thanh lặng yên tĩnh, trình bày hết cái chuyên đề coi như là xong nhiệm vụ, để trao truyền một số kiến thức, một số kỹ năng, một số kinh nghiệm về học Phật, về cái sự tu tập của đời sống cá nhân đến tất cả đồng đạo chúng ta, để tôi và quý vị chúng ta cùng tu cùng tiến. Cho nên mỗi vấn đề khác có liên quan thì thật sự là chủ ý của ban tổ chức. Cho thật sự là nếu mà mình mà muốn mà đi thuyết giảng mà hàng ngày mà cho máy đó, chỉ cần nói vài tiếng thôi thì coi như đồng đạo dư hỗ trợ cho mình nữa. Chẳng những một ngày thuyết giảng là 10 máy, nhiều hơn nữa cũng được, nhưng mà mình ngại lắm. Cho nên thôi, nhất là cái vấn đề gì đó mà liên quan đến nhiều thứ thì mình không có muốn. Mình chỉ muốn đơn giản thôi. Tính của mình nào đó giờ đồng đạo biết rồi, đơn giản. Nói chuyện cũng đơn giản, không có cầu kỳ, không có hoa què, cũng không có văn hoa gì cả. Cứ bình thường để đồng đạo chúng ta, cái quan trọng là hiểu để tu. Mục đích chính của chúng tôi là như thế thôi. Quan trọng là cái người nói và cái người tiếp thu, chúng ta đã nhận định được những gì và chúng ta đã trao sửa được những gì trong cái quá trình mà chúng ta tiếp thu một cái bài nói chuyện, trong cái quá trình mà chúng ta đã nghe một cái bài giảng, thì bao nhiêu đó chúng ta mới có được cái quả trái. Chứ nếu như mà hôm nay mạnh người nói thì nói, mạnh người nghe thì nói, mạnh ai thì nói, thì coi như là chúng ta lỗ vốn. Cho nên đồng đạo cũng lý dùng vấn đề này. Thì xin trả lại vấn đề. Như vậy thì án văn này chúng ta thấy rõ Đức Thầy sáng tác, xin nhắc lại nha, một lát có một câu hỏi. Đức Thầy sáng tác vào ngày mùng 6 tháng 3 năm Nhâm Ngũ, nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1942. Và đặc biệt thì bài thi này nếu nói về số câu thì gồm có 27 câu, mà nếu nói cho đúng là có 26 câu và 3 chữ, chứ không đủ 27 câu. Như vậy thì khi đồng đạo chúng ta đọc lại từ đầu đến cuối thì đồng đạo chúng ta sẽ cảm nhận được ý Đức Thầy muốn dạy thế nào, nhấn mạnh qua hai câu giảng sau cùng. Cho nên hôm nay để hiểu hai câu giảng sau cùng này
Thì cũng như vừa rồi đồng đạo đọc giảng viên cũng đã nhắc lại, nhưng hồi nãy hội trường ồn quá, có lẽ thì người nghe cũng có người không có nghe. Bởi vì sau khi nghỉ gia lao vào đây thì đồng đạo còn phải soạn khăn áo này kia, thì đó là cái điều đương nhiên. Cho nên thường là những cái buổi đầu mà chúng tôi là những đàn đó nghe rất là ồn. Từ khi mà tôi mua cái mic sau này đó, nó đỡ đó. Mic sau này rất đắt tiền, nó lượng tiếng rất là tốt. Còn cái mic trước đó, là mỗi cái buổi đầu vô nó ồn chứ không nổi. Cho nên thì thật sự điều đó thì mình không có làm khác được rồi. Tôi hiểu quý vị, rất là thông cảm quý vị. Bởi vì trong quá trình chúng ta đông người mà, bao trăm người mà di chuyển thế này thì mình không thể nào tránh khỏi tiếng ồn. Như vậy thì Đức Thầy dựa vào cái căn cơ trình độ việc làm hành xử của một nữ tín đồ Bạc Liêu. Có thể một lát nữa có trong câu hỏi, hội trường này người nào biết được nữ tín đồ này tên gì? Hỏi trước luôn, sẽ có câu hỏi đó. À, đồng đạo suy nghĩ, đồng đạo coi theo đồng đạo người nữ tín đồ này tên gì? Để chúng ta có một cái giải mã tại đây. Vậy thì Đức Thầy dạy, trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say. Đắm say một phút cõi lình xa, sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà. Mà Đức Thầy dạy từ đó dài xuống đến cái đoạn mà Đức Thầy cho biết rất rõ là Long Hoa Tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hạ. Thì khi Đức Thầy nói đến đây thì Đức Thầy mới, Ngài mới than, Ngài thấy cái hoàn cảnh ấy, Ngài mới thương, mới động lòng trắc ẩn. Lòng Thầy chua xót, ruột Thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh với nào. Kính thưa đồng đạo, có nghĩa Đức Thầy muốn cá nhân của người nữ tín đồ này nghe Đức Thầy dạy nên tỉnh, nghe được lời khuyên tỉnh đến với nào. Và Đức Thầy mới dạy thêm là kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát cho chen chân. Nếu lỡ cơ mô tả bắn tầng, thân chí cực là nợ lần hân chẳng dứt. Mới tới là chi cho bằng. Đức Thầy dùng ba từ chi cho bằng. Kính thưa đồng đạo, nếu khái niệm chi cho bằng, cho bằng thì Thầy viết cũng nhiều lần, nhưng đặc biệt cái từ chi cho bằng thì Đức Thầy dạy chỉ có hai chỗ thôi. Một là chỗ này, chi cho bằng, quy y thì khả làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Và chỗ khác trong bài Không Buồn Ngủ, Thầy cũng dạy là chi cho bằng, lúc sóng sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Như vậy thì mọi các khái niệm từ ngữ đều hàm chứa một cái pháp môn tu hành để giúp cho chúng ta hưởng được cái hạnh phúc trong cái cuộc sống hiện tại. Vậy thì chi cho bằng, từ điển giải nghĩa là không có gì bằng. Cho nên khi mà có nhiều cái sự kiện đang xen, có nhiều cái sự suy nghĩ chưa ngã ngủ, thì văn chương Việt Nam dùng ba cái ngữ từ là chi cho bằng, nghĩa là không có gì bằng. Câu này là câu khẳng định, câu này là khẳng định mọi vấn đề ở tại chỗ này. Kính thưa đồng đạo, ví dụ như bây giờ trong một cuộc tiếp chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, chúng ta nói quá nhiều sự việc, nhưng mà cuối cùng chúng ta kết luận lại là chi cho bằng. Giống như Đức Thầy đã kết luận ở đây, chi cho bằng là không có gì bằng. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Như vậy thì án văn này hôm nay Đức Thầy viết theo cái thể thơ gọi là biến thể, thất ngôn tứ cú, rồi đoạn giữa thì lục bát, rồi ba chữ chia bằng, và đoạn cuối này thì Đức Thầy viết thể thơ lục bát. Như vậy thì 26 câu ba từ, nếu đếm câu từ trên xuống 27 câu, mà cụ thể quá là 26 câu ba từ. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ chỉ có 14 từ thôi. 14 từ này mình sẽ bàn cái thứ nhất là chúng ta bàn về pháp quy y. Cái thứ nhì là giờ này Đức Thầy dạy tại sao mà Đức Thầy đưa ra khái niệm là chúng ta chỉ khá thôi. Đáng lẽ là phải chứ đồng đạo, mà Đức Thầy dạy khá thôi. Có lẽ là Đức Thầy biết được căn cơ trình độ của tôi, bởi vì làm không nổi. Mà thật sự làm không nổi đồng đạo à. Bởi vì mình thấy mình mà, mình thấy đồng đạo mình đúng không? Thì điều này khi mà nói đến đây thì có thể tất cả đồng đạo chúng ta đều có một cái quan niệm chung đó. Lời Đức Thầy thấy như vậy đó.
hiểu dữ lắm, thuộc dữ lắm, nhưng mà hành y đó thì xin thưa đồng đạo thực sự là khó. Cho nên Đức Thầy mới dạy hành y thì đáng vàng 10, tùy lòng tùy sức của người đời nãy. Trong lời dạy Đức Thầy, Đức Thầy viết từ vàng 10 tới 5 chỗ vàng 10 đặng đồng đạo, đâu phải là đơn giản. Mà chúng ta thấy vàng 10 rất là quý, vàng 10 là vàng không còn một cái tạp chất nào, vàng 100%. Còn vàng ở đây chúng ta xài đó khoảng 99-98%, đâu có được vàng 10 đồng đạo, phải không quý vị? Đấy thì đấy là mình muốn nói ở về sự một chút như vậy. Và ý tiếp theo nữa, cái quan trọng là giữ lòng thanh tịnh. Vậy thì pháp tu nào để giúp cho chúng ta được giữ lòng thanh tịnh? Chúng ta cần phải bàn đề này. Và giữ lòng thanh tịnh trước, chúng ta mới có lòng từ bi. Mà nếu lòng chúng ta chưa thanh tịnh thì tôi và quý vị chúng ta chưa có từ bi. Từ bi sẽ từ chỗ lòng thanh tịnh sanh ra từ bi. Rồi từ chỗ từ bi đó thì chúng ta giúp đời mới có được công quả. Mới đúng cái câu là Đức Thầy xác định rất rõ, lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách vẫn biên. Hai câu cuối cùng trong luận việc tu hành. Vì vậy nên đó là các ý mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt cái vấn đề để rồi chúng ta sẽ chia sẻ. Tôi gặp gỡ quý vị là ngắn gọn, nếu thời gian này thì còn chúng ta gặp nhau vỏn vẹn là 55 phút thôi. Đúng 11 giờ 20 thì chúng tôi kết thúc 55 phút. Và sau đó thì có thể đặt thêm câu hỏi nha. Tùy á, nếu câu hỏi đồng đạo trả lời chậm là kéo dài nữa tôi không đảm bảo nha. Còn nếu câu hỏi mà đồng đạo trả lời liền thì có thể 5 phút, 3 phút chúng ta kết thúc. Thấy không? Mà nếu mà hỏi không trả lời hỏi hoài thì đương nhiên là kéo dài nửa tiếng cũng không chừng. Nên đồng đạo ráng chú ý nghe nha. Đây bữa nay thì chúng ta có những cái buổi như thế này thì chúng tôi rất là lý thú. Như vậy thì giờ này cũng xin đi vào trong cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng kính thưa quý vị. Như vậy thì giờ đây chúng tôi sẽ đi vào tuần tự để chia sẻ các ý mà chúng tôi vừa đặt vấn đề. Vậy thì quy y, câu giảng đầu tiên Đức Thầy đưa ra cái khái niệm quy y. Quy y còn gọi là cung kính, nương theo, làm theo những gì mà Phật đã dạy. Cho nên Đức Thầy đã dạy rất rõ trong cái bài Lời Phiên Bổn Đạo: ngày nay đã quy cùng Phật Pháp, như vậy cửa đường sanh bất diệt của các trò đã gặp nẻo. Nương đèn trí huệ, ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa, tìm nơi tịch tịnh. Các trò thi lòng mộ đạo, chứ chưa hiểu đành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy cho thấu đáo, quy là về. Mà về đâu? Về cõi Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy vi đầu Phật là nương nhờ cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chân chánh thì ráng vâng lời. Như vậy thì đây là những cái ý mà Đức Thầy đã giải nghĩa từ quy rồi. Chỉ cần chúng ta đọc cái đoạn giảng trên về cái phần văn tạng lối thuyết giáo thì đồng đạo chúng ta không còn bàn thêm. Vậy thì quy y là cung kính nương theo, làm y khuôn mẫu. Có nghĩa rằng cái khuôn mẫu, Đức Thầy dùng từ khuôn mẫu, ông đạo biết là đây quý cô thường làm bánh cô biết không? Ví dụ bây giờ cái khuôn bánh khọt thì cái khuôn này đổ ra cái bánh khọt trước và cái bánh khọt sau y chang nhau. Rồi cái khuôn này hôm nay dừng lại, ngày mai ngày mốt bắt đầu đổ tiếp cũng y chang nhau, không khác. Đó là cái khuôn. Cho nên hôm nay chúng ta tu hành phải có một cái khuôn. Lời Đức Thầy là cái khuôn. Cái khuôn này đổ ra cái bánh nào là phải chất lượng cái bánh đó. Còn nếu bây giờ cái khuôn này đổ ra cái bánh mà nó không giống cái khuôn, mà nó lai cái bánh khác. Tôi nói ví dụ với cô hình dung đi, với cô đang đổ bánh kẹp, nhưng mà lúc đầu là ra cái bánh kẹp, một lát là nó ra cái bánh khọt, thì với cô không chịu đúng không? Không bao giờ chúng ta chấp nhận được điều đó đồng đạo. Cho nên hôm nay quy y có nghĩa là chúng ta phải thực hiện theo khuôn mẫu. Khuôn mẫu là gì? Là lời dạy Đức Thầy. Bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò kỹ lưỡng trong đêm khắp cùng, thì lời Đức Thầy là khuôn mẫu. Cho nên đáng lẽ là cái khuôn mẫu này đổ ra cái bánh nào y cái bánh đó. Nhưng mà đồng đạo chúng ta đâu có y đồng đạo. Người thì thích cái này, người thì chịu cái kia, người thì rất là dễ, người thì rất là khó. Thấy không đồng đạo? Người thì nói ăn chay trường á lỗi với thầy, người thì nói không ăn chay trường ở lại lớp 1 hoài,
Người nói chàng ông này không tu hành, không làm từ thiện gì hết trơn, cứ ngồi niệm Phật hoài. Ông để chàng ông này không làm từ thiện, còn sân si quá, không biết niệm Phật. Cho nên thì suy cho cùng lại, trong cuộc đời sống toàn của chúng ta, quý vị cảm nhận rất là hụt hẫng đó. Dù rằng mình đã có quy y, ông thầy mình đã căn dặn mình là phải thực hiện y theo khuôn mẫu, nhưng mà giờ này đồng đạo nhìn coi, được mấy người y theo khuôn mẫu? Tại sao Đức Thầy là khẳng định đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thầy muốn đưa ra cái điều này để Đức Thầy làm mẫu. Đức Thầy từng trung thành với Đức Phật, cho nên Đức Thầy mới đắc đạo. Ngày giờ này tôi và quý vị muốn đắc đạo thì chúng ta phải trung thành với Thầy. Đó là khuôn mẫu đồng đạo. Cho nên hôm nay thông qua vấn đề này thì đồng đạo thấy rất là hụt hẫng. Bởi vì cái người tu từ xưa đến giờ, cái người quy thì đông lắm, nhưng mà cái người thực hiện theo những gì mình đã nguyện hứa thì xin thưa đồng đạo, đếm trên đầu ngón tay, phải không quý vị? Cái người tu thì đông, mà cái người đắc thì rất là ít. Điều này mình phải chấp nhận thôi. Cho nên với một cái góc nhìn của xã hội, góc nhìn xã hội không chấp nhận được thế gian này người tu Phật nhiều quá, mà sao không nghe ông nào đắc được cái quả Phật tại thế gian hết trơn, không nghe ông nào chứng được quả Bồ Tát hay quả La Hán tại thế gian hết trơn. Mà kỳ thật là như vậy đồng đạo. Bây giờ chúng ta hình dung đi, ngoài Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngoài Đức Tôn Sư chúng ta, rồi các vị tổ khác, thì đồng đạo thấy coi rất là hiếm hoi. Tôi nói ví dụ nè, bây giờ có người đắc đạo thành Phật thì chúng ta biết liền chứ đúng không? Biết liền hả? Làm sao không biết được đồng đạo? Đừng nói thành Phật, chỉ cần một người đắc được A-la-hán thôi là chúng ta biết liền à. Biết để chi? Học tập làm theo. Nhưng mà thế gian giờ này, chúng ta sống trong cái kỳ thời buổi cùng cực này, đâu phải là dễ đắc đồng đạo. Cho nên hôm nay tu là tu, nhưng mà đắc lại là một vấn đề khác. Vì góc nhìn khách quan của xã hội, cho nên Đức Thầy mới dùng văn chương để Đức Thầy lột trần cái hoàn cảnh đó. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng có ai hạ thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói kinh thôi đồng đạo. Thì từ đó chúng ta mới suy được rằng cái bài học, cái câu hỏi và cái lời đáp được Đức Thầy giải nghĩa luôn rồi. Tại sao tu không thành? Bởi không theo khuôn mẫu. Thầy giảng đàn, trò làm nẻo. Đồng đạo còn nhớ lại cái mẫu chuyện mà Đức Thầy với ông Ngô Thành Bá mà tức là ông Biện Đại mà đi đi điếu tà lơn không? Thầy thì lội dưới nước, ông Biện Đại thấy cái cây ngang cái kênh nhỏ, cái dòng suối nhỏ im quá, đi trên cây, thầy lội dưới nước. Thì vừa qua thầy nói, thầy la liền thầy này: tôi nói cho ông biết nha, thầy đi trò nào đường đàn nào thì phải trò theo đàn đó, tôi lội nước ông đi trên cây sao được. Mà thường thường là như vậy đồng đạo. Cho nên thật sự cái từ mà khuôn mẫu thì xin thưa đồng đạo rất hụt hẫng đó. Thì đó là chúng ta hiểu về một số khái niệm người tu để làm chi, để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng. Nói thật quý vị nha, trong cộng đồng người tu nói chung đó, người tín đồ Phật giáo và Hảo nói riêng, chỉ cần một người mà đắc đạo thôi, đồng đạo biết thầy mình mừng đến chừng nào không? Đức Từ Phụ Thích Ca mừng biết bao nhiêu? Chỉ cần một người mà đắc đạo thành Phật tại thế gian này đi, thầy đồng đạo thấy không, hiển vinh biết bao nhiêu mà nói. Cho nên hôm nay nhiều khi tôi bãi vị, chúng ta không thương thầy, mình quên thầy quên Phật. Nhưng một điều lúc nào trong lòng của thầy của Phật cũng canh cánh, cũng nhớ thương, muốn cho con mình tốt đẹp hiền lành. Cũng giống như quý vị từng làm cha làm mẹ đúng không? Quý cô quý cậu ở đây, quý ông bà đã từng làm cha làm mẹ, thì ông bà không bao giờ, cô cậu không giờ muốn là con mình khổ đâu. Lúc nào trong lòng canh cánh cũng muốn con mình có công ăn việc làm, con mình được hạnh phúc, con mình được tai qua nạn khỏi, con mình được sung sướng, vân vân. Thì Đức Phật chúng ta cũng thế thôi. Lòng Đức Phật còn hơn nghìn lần so với nội tâm chúng ta đối với con cái của mình, nhất là hôm nay khi chúng ta đã quy y. Vì vậy Đức Thầy mới khẳng định chúng ta hiểu rằng các chư Phật không khi nào đánh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Kính thưa đồng đạo, còn các chư thần từng vãng năm canh về thượng giới thông qua Phật là Ngọc Đế. Cho nên mỗi người có một phận sự, có một nhiệm vụ, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo đồng đạo. Mình phải hiểu rõ vấn đề này khi mình mà tiếp cận với sấm thi Đức Thầy.
Vì vậy cho nên từ đó đồng đạo chúng ta phải ráng. Hôm nay chúng ta quy y thì ở đây Đức Thầy chỉ đưa ra một khái niệm là khá làm y thôi. Vậy thì để hiểu cái niệm này thì giờ này chúng ta mới bàn về cái nghi thức quy y. Mình bàn gọn thôi. Nghi thức quy đạo Phật giáo hoàn hảo chúng ta thì giờ này chúng ta thấy rõ. Nếu mà nói căn bản nhất đó, hiện giờ theo là Đức Thầy thì chúng ta có ba cách. Cách thứ nhất, cách thứ nhất là quy y trực tiếp. Như vậy thì quy trực tiếp là đây là những đồng đạo chúng ta đã từng gặp Đức Thầy, từng quy trực tiếp Đức Thầy. Thì cái trường hợp này thì chắc có lẽ là ở kiếp này, tôi nói kỹ, ở kiếp này tôi và quý vị chúng ta không được quy y trực tiếp. Bởi vì tất cả đồng đạo ngồi đây khi chúng ta chào đời là sau cái ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947. Hoặc giả có những đồng đạo giờ này sinh trước năm 47, nhưng mà lúc ấy chúng ta cũng không có đủ điều kiện để quy với Thầy. Cho nên giờ này trong đồng đạo chúng ta ngồi đây chưa có ai trực tiếp quy, nhưng mà ở tiền kiếp thì khác nha. Ở kiếp trước thì khác. Kiếp trước có thể là tôi và quý vị trong số ngồi đây, nhất là các trưởng ban. Quý vị lưu ý, anh em trong ban trị sự, nhất là trưởng ban, là người làm đầu. Không phải đăng không mà chúng ta được làm trưởng ban đâu. Không phải đăng không mà xã Phú Thượng A này quý vị trở thành chính thành viên để đại diện cho hàng nghìn tín đồ của xã Phú Thượng A này đâu. Không phải đăng không, mà quý vị là những người đã có công trọng từ trước rồi, đã có công đức rồi. Ở tiền kiếp vị đã là tín đồ của Thầy rồi, đã là đệ tử của Thầy rồi. Tôi, đồng đạo Trang, ở tiền kiếp đã quy trực tiếp Thầy rồi. Nhưng mà tại vì chúng tôi quy y mà không làm y, cũng tại quý vị quy y mà không làm y, cho nên chúng ta đào thai trở lại. Rõ ràng đồng đạo, khi mà nói vấn đề này là chúng ta thấy thực sự là như vậy. Đâu phải tôi và vị mới tu một kiếp này. Cho nên khi khái niệm này bàn ra, phận chí tâm giữ, phận Nguyễn Thị Trang giữ, phận các ông trưởng ban, các ông ráng giữ nha. Thời kỳ này thời kỳ cuối đó, chắc không còn kiếp sau nữa đâu. Kiếp này phải cố gắng quán triệt. Khi mình biết mình đã hụt hẫng ở tiền kiếp rồi đúng không, thì kiếp này chúng ta ráng làm sao đây đến ngày Đức Thầy về, đây đến ngày chúng ta bỏ xác thân này, thì chúng ta phải thực hiện cho được qua cái câu này. Thì đó là mình hiểu về cái pháp quy đầu tiên là quy trực tiếp. Đến cách thứ hai là không có Thầy, nhưng mà trước khi đi xa thì Đức Thầy đã ủy nhiệm lại cho ban trị sự thay Thầy. Đây mình sẽ bàn như vậy, có nghĩa là ban trị sự trong làng là thay Thầy, được Đức Thầy ủy nhiệm rất rõ trong bài lời ủy nhiệm các ban trị chính bộ, tỉnh bộ mà. Cho nên hôm nay người chính đồ Phật giáo hoàn hảo muốn quy thì Đức Thầy căn dặn là phải có hai người bổn đạo cũ. Mà nhớ là hai ông này phải là hai ông mà có uy tín nha. Hai người đầu có uy tín hướng dẫn, xong rồi mới dắt lại ban trị sự trong làng cho người làm đầu hay. Người làm đầu là trưởng ban, ngày xưa là hội trưởng, rồi giờ này do điều kiện xã hội phân công, cho nên giờ này chúng ta chưa chức hội trưởng, nhưng mà tương lai theo tôi nghĩ là có thể có. Bởi vì theo chánh văn Đức Thầy mà đồng đạo, tương lai có thể là chúng ta bổ sung thêm ở các cái nhiệm kỳ tới. Vì vậy cho nên đến người làm đầu hay, và người làm đầu mới đưa cái quyển sách nhỏ, đó là Tôn Chỉ Hành Đạo. Do đó cho nên nếu mà theo cái trình tự quy này thì mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay quy y, nếu có ban trị sự là có người làm đầu. Nghe cái từ người làm đầu, đồng đạo biết rồi. Người làm đầu mình biết rồi, mình nghe cái từ này biết người làm đầu mà, đại diện mà, người đại diện. Cho nên nếu như có ban trị sự thì người quy y phải đến ban trị sự để nhờ ban trị sự thông qua, nhờ ông thần người làm đầu này làm trưởng ban mới đưa quyển sách nhỏ mà bảo về đọc coi coi làm được thế hay không, làm được hả quy y, nghe làm không được đừng quy y. Đây là mình nói theo cái quy cách. Nhưng mà kỳ thật ra thì trong đạo chúng ta có người tu mấy chục năm mà tôi có test rồi, quyển sách nhỏ là gì chú không biết, quyển sách nhỏ là gì cô không biết, ở gì có tu đâu, đồng đạo có quy đâu. Như vậy là chưa tính, cái đó là chưa quy y. Bởi vì Đức Thầy căn dặn rồi, hôm nay muốn quy y phải thông một quyển sách nhỏ.
Đức Thầy dùng một cái từ quyển sách nhỏ, đó là cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. Đồng đạo đọc cái tựa đề này hay không? Đó, đây là cái cách mà tôn chỉ hành đạo còn gọi là quyển 6. Quyển này là cách tu hiền và sự ăn ở của người bổn đạo. Mà đời tu chúng ta, chúng ta không đọc quyển này biết đâu mà cách tu đồng đạo. Đâu có biết cách tu đúng không? Cách tu thầy dạy trong này rồi. Mà mình tu năm nay 5 năm, 7 năm tôn chỉ không biết là mình đâu biết cách tu đâu. Đâu biết cách tu hiền, cũng đâu biết cách ăn ở. Vì vậy nên mình tu giữ là phải rồi. Có đọc tôn chỉ đâu mà tu hiền. Thưa ông với chú, thật sự như vậy đồng đạo à. Cho nên theo tôi đồng đạo, tôn chỉ Đức Thầy cực kỳ quan trọng. Vì vậy nên người tu chúng ta đắc hay không đó, rất là phụ thuộc vào tôn chỉ hành đạo. Cho nên hôm nay theo một cái hệ thống này thì đồng đạo chúng ta học trước tu sau. Học trước tu sau. Còn ngược lại tôi và quý vị thì chúng ta quy y trước mà chúng ta học sau. Cho nên từ đó mới có những cái điều hụt hẫng đang xen vào, để rồi chúng ta gây những cái hệ quả trong cộng đồng, trong đồng đạo chúng ta. Và đồng thời Đức Thầy mới căn dặn á, khi đọc xong rồi thấy mình làm được rồi, lúc bây giờ đọc tứ ân, được à, tôi đền tứ ân được. Đọc 10 điều ác, được à, có thể tôi trừ 10 ác được. Đọc cách thờ phượng được à, tôi cúng lại ngày thờ được. Đọc 8 điều đăng cấm được à, điều này tôi làm được thì tú. Phải không? Còn khi mà đọc tứ ân khó quá, khó quá ông Tư ơi, thôi không có tu đâu, tôi làm không có được thì nghỉ tu. Đơn giản thôi. Đọc tới tam nghiệp khó quá ông Tư ơi, là không được thì nghỉ tu. Nhưng mà chúng ta đâu có tính vấn đề đúng không? Lâu lâu bữa nay mình ôn cái này là cái đồng đạo. Rồi bác chánh đạo nữa. Rồi đâu phải đơn giản. Quý vị nên nhớ kỹ, Đức Thầy chúng ta rất là khách quan, không ép buộc chúng ta. Mọi cái do chúng ta tự nguyện. Đọc đi, xem đi, coi làm được hay không. Ai thử coi có 10 điều ác mà chết lên chết xuống rồi, đừng nói chi tới tứ ân, tới bác chánh đạo, tới 8 điều đăng cấm. Nói đồng đạo, đâu phải đơn giản đồng đạo. Rồi khi mình thấy được rồi ha, bây giờ mình nói được đi, được à, mình được à, lúc bây giờ mình chưa xưng thầy, tại vì lúc bây giờ mình chưa tu mà, chưa biết, được, thầy Tư được, đọc được rồi, được ông Tư. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu về cho ông bà cha mẹ thấy, mà nếu ông bà cha mẹ đã quá quản rồi, thì lúc bây giờ mình nguyện trước bàn thờ ông bà. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, con trình với cụ Huyền Thất Tổ là con xin được quy y theo đạo Phật giáo Hoằng Ảo. Rồi bắt đầu thủ tục thời cúng đầu tiên, cúi kính dâng hương trước cụ Huyền. Thì như vậy là theo một cái trình tự đó, theo một cái trình tự nếu có ban trị sự. Còn ngược lại cái thứ ba nữa, nếu không có ban trị sự thì đồng đạo chúng ta bắt đầu áp dụng cách thứ ba mà Đức Thầy dạy là kẻ xa xôi có lòng ái mộ. Xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng này thật khắc. Như vậy thì cái thứ ba này là đồng đạo chúng ta không cần đến ban trị sự, cũng không cần nhờ hai người hướng dẫn, mà mỗi đồng đạo chúng ta cứ căn cứ theo lời dạy Đức Thầy trong tôn chỉ, rồi chúng ta ở nhà chúng ta tu. Nhưng mà một điều Đức Thầy căn dặn ở đây là xem kệ này trước, sau đó mô tu tỉnh tại nhà. Mà thường tôi bảo vệ chúng ta mình tu tỉnh tại nhà rồi, nhưng mà chúng ta bỏ đi cái bước xem kệ này. Mà nếu không xem kệ này thì coi như là tu mê, làm sao tu tỉnh được? Bởi không có xem kệ sao tỉnh đồng đạo. Cho nên đồng đạo thấy Đức Thầy dạy rất là rõ đồng đạo à, rất là rành rẽ đấy. Lời ta dạy có ngừng lắm nhỉ, nhưng mà tại vì mình ít có đọc á, mình bỏ qua thôi. Chứ thật sự đồng đạo mà nghiên cứu từng câu từng chữ như hàng ngày chúng tôi làm nhiệm vụ đó, đồng đạo thấy nó sáng lắm. Vì vậy cho nên đồng đạo nhớ là xem kệ này trước nha, thì lúc đó chúng ta mới tu tỉnh tại nhà. Còn nếu mà không xem kệ này thì chúng ta gọi là tu mê. Mà trong đạo chúng ta vấn đề này rất là có, rất là nhiều đồng đạo không ít đâu. Tu mà chúng ta còn chia rẽ, giống đạo Trang nói hồi nãy, tu mà còn dị đoan mê tín, tu mà còn thời cuộc thiên cơ. Cho nên cái năm rồng năm nay có nhiều ý niệm, có nhiều ý nghĩa lắm. Cái năm rồng, năm năm Canh Thìn, năm rồng năm 2000 đạo nhớ không? Đình đám rồi. Rồi sau đó thêm một con rồng nữa. Cái năm đạo năm 2012. Năm 2012 lúc đó nó cũng đã đợi tới rồi, nhớ không? Kỷ niệm của tôi là ngày 22 tháng 12 năm 2012 là 12 đồng đạo.
thì lúc đó cũng rộng nữa. Rồi năm nay rộng nữa nè, con rồng này mấy ông thiên cơ không có tha cho mình đâu. Rồi sắp tới đạo nghe bắt đầu tới nữa nè, sắp chưa tới nè, mấy ông sẽ bàn từ đây đến nửa năm rồng đó, đúng với câu là con rồng mới nửa đúc năm, tao đó mà mới ngưng thôi đồng đạo à. Chúng ta thấy rõ. Vì vậy cho nên vấn đề này nó rất là nhạy cảm trên mạng xã hội. Do đó thì quý vị có mà chúng ta có lên mạng xã hội thông qua trang YouTube, rồi Facebook, rồi Zalo, thì đồng đạo hết sức là cẩn thận. Không phải người ta nói gì mình cũng nghe đâu. Theo đồng đạo, Đức Thầy dạy việc tu hành nó phải thì nghe, nó không phải nghe làm chi ạ? Mà thường thì chúng ta cứ ai cũng phải hết trơn, mình cứ 2, 3, 4, 5, 6 cái phải, thì làm sao mà được. Lâm qua đại hội có một thôi, tòa sen chúng ta có một cõi thôi đồng đạo à. Chúng ta phải nhất quán với nhau mới sanh về đó. Còn nếu như chúng ta nhiều cái phải quá thì mình cũng đi nơi khác không về đó được đâu. Thì đó là mình hiểu về một cái số nguyên tắc căn bản về cái thức quy. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy quy y thì khá, khá là trên trung bình đúng không? Cho đáng lẽ ra mà nếu thầy mình mà khó đó đồng đạo, thì Đức Thầy phải dạy là quy y thì phải làm ý, nhưng mà thầy chỉ dùng khá thôi. Do đó cho nên Đức Thầy dạy quy thì khá làm ý. Cái từ thì khá này thầy dạy có hai lần à. Một chỗ là ở đây, một chỗ là thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng. Thì khá văn lợi, có hai chỗ thì khá thôi. Nhưng mà khá là tốt rồi đồng đạo à, chứ phải là không không xong đâu. Có nghĩa là khá là đồng đạo chúng ta phải làm trên trung bình. Tôi nói ví dụ, một tháng như vậy, một ngày như vậy, mình niệm Phật, tôi nói ví dụ như bây giờ một ngày 24 tiếng hồ trừ thời gian ngủ đó, thì mình cũng còn lại trên dưới là 18 tiếng. Mà nếu đồng đạo một ngày mà chúng ta niệm Phật mà có 9 tiếng là mới trung bình đúng không? Muốn khá là phải niệm Phật từ 10 tiếng đến 1 tiếng một ngày đó. Rồi cái chữ khá thấy gì nó phải đơn giản đồng đạo, phải không quý vị? Có nghĩa rằng mình làm từ thiện cũng vậy, mình phải tích cực, chứ không phải chúng ta làm lai rai, làm chậm chậm không được. Mà khá là chúng ta phải nhớ là trên trung bình. Con mình nó học từ mà lớp 1 mẫu giáo mà đến 12 mà năm nào cũng hạng đạt hạng khá hết trơn, thì con mình nó giỏi rồi đó, nó giỏi rồi đó. Còn những đứa mà đi chơi không lo học, cái số loại trung bình, yếu hoặc kém, thì đó là mình đưa ra một số khái niệm trong vấn đề phân hạng. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta phải khá. Như vậy thì khá làm y theo cái gì? Làm y cái gì mới được? Đặt vấn đề coi, làm y theo những gì chúng ta đã nguyện hứa. Gọn thôi. Tức là quy thì khá làm y, đặt câu hỏi làm y cái gì? Thì xin thưa đồng đạo, làm y những gì chúng ta nguyện hứa. Quý vị hứa cái gì làm y cái đó là được rồi, không cần làm ngoài cái đó. Bao nhiêu đủ rồi. Cho nên từ đó thì mình mới suy ra được rằng mình đã hứa cái gì. Đâu ép mình đâu đồng đạo, tu không tu cũng không mờ thỉnh mà. Đến đây là mình đã hiểu rồi, thầy không ép chúng ta. Cái chuyện tu hành là tùy chúng ta giác ngộ, điều này rất phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì mọi người, con người có quyền tín ngưỡng theo tôn giáo, theo hay là không theo tôn giáo nào. Như vậy thì đồng đạo nhớ kỹ rằng làm ý đây là chúng ta làm ý những điều mình nguyện hứa. Mà chúng tôi cũng thường nói các câu nói, hầu như nói quá nhiều lần. Đời tu chúng ta không khó, chỉ cần đồng đạo làm theo cái gì mình hứa đó. Mình hứa làm sao là mình hứa là được rồi. Nhưng mà mình hứa với bình thường, hứa tôi hứa với vị, với vị hứa với tôi, thì nó cũng có giá trị đúng không? Nhưng mà giá trị chưa cao. Sợ nhất là chúng ta hứa với bậc bề trên, hứa với ông bà mình, với cụ quyền mình. Có nghĩa là mình đã hứa là chí dốc tu hiền tạo phước duyên, mình đã hứa là nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Hứa bao nhiêu đó thôi là thấy lũi rồi đồng đạo. Hứa nhiều đó thấy làm là phải nói là làm cả đời chứ xong đó. Trời ơi, mình hứa là mình làm đẹp mặt mày đó nghe. Nếu người nào mà làm xấu mặt xấu mày là chúng ta làm sai lời hứa. Rồi ngoài cái việc mình làm đẹp mặt mày của quyền của mình, ông bà của mình, mình còn nguyện là mình tu giải thoát để mình độ củ quyền ông bà của mình liên đài được lên mà đồng đạo. Đâu phải đơn giản đệ tử mình hứa mà. Rồi mình còn hứa với củ quyền ở cái bài cuối kính là chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Hứa nhiều lắm. Mà chúng ta đưa ra vài cái điều hứa coi đồng đạo chúng ta mình kiểm rồi làm cái đâu à. Không đồng đạo.
tu là hiền đó. Mà ôi thôi ông đạo mình tu mà tánh còn nóng quá, tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật giữa kệ, càng gần địa ngục nhiều bời thảm thai mà Đức Thầy đã dạy đồng đạo. Phải không? Mình nhìn mình, tôi nhìn tôi, mỗi khi tôi nóng lên á, cái chàng ơi mình mới nguyện của quyền chứ dốc tu hiền sao tánh mình nóng vậy. Cho nên nội mà cái từ tu hiền thôi là đồng đạo chúng ta không có làm xong rồi đó. Mình chưa làm tròn đồng đạo à. Cho nên Đức Thầy mới gia hạn chúng ta là khá thôi, làm một nửa hơn một nửa thôi. Nhưng mà dạ thưa Thầy, con thua Thầy ơi, làm không nổi đồng đạo, đâu phải đơn giản đồng đạo. Bởi vì khi mà chúng ta bàn như vậy, quý vị đừng có nghĩ suông. Khi mà chúng ta đọc để Thầy cái chúng ta nhớ lại, nhớ hôm qua, hôm kia, hôm kìa, nhớ năm ngoái, nhớ tháng trước, coi cái mình có đúng tu hiền chưa, hay hoặc là mình còn dữ nè, mình còn tính toán, mình còn hung dữ, mình còn là phải nói là mưu trí thế thần, mình còn cái này cái khác cái kia cái nọ, thì những cái đó là những cái mà chúng ta cần nên thấy mình đi. Mình nên thấy mình để tự bản thân mình hoàn chỉnh mình lên hơn nữa, thì đó là chúng ta là làm y đó. Rồi ngoài hứa với củ quyền ra, nặng nhất là chúng ta hứa với Tam Bảo. Cho nên Đức Thầy mới dạy cho cô Năm Võ Thị Hội, chi bằng nhớ lại câu hồng thệ tỉnh ngộ nghe Thầy dạy hãy có. Ngày xưa mà cô Năm Võ Thị Hội mà nếu mà nhớ như vậy, quay trở lại để sám hối cầu trên Phật tổ giải mê căn, thì xin thưa đồng đạo, thì coi như là đâu có đến nỗi là địa ngục trầm luân cách thượng tầng. Như vậy thì ở đây cái quan trọng muốn nói là chúng ta hứa với Thầy, hứa với Phật. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta hàng ngày mình nguyện từ đức, từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bố Thí Ca Mâu Ni Phật, rồi chúng ta nguyện luôn thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng là Tam Bảo rồi. Cái nơi đồng đạo là Tam Bảo rồi. Rồi mình nguyện luôn Phật Tổ, Phật Thầy, rồi quan thượng nữa, rồi là chư quan cụ thần nữa, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh nay con nguyện. Cái chữ nguyện là Thầy đó đồng đạo. Ngoài đời thì dùng chữ Thầy, trong đạo dùng chữ nguyện. Chữ nguyện là thệ. Từ điển Hán Việt, từ điển tiếng Việt giải nghĩa chữ nguyện là thệ. Cái nơi đồng đạo chữ nguyện là thệ. Cho nên hôm nay, nay con nguyện là mình đã phát một cái lời thề. Thầy với cái sự chứng kiến của quá nhiều người, đúng không? Mình dùng từ là quá nhiều người đi đồng đạo. Tôi nói nọ người phương Phật, người phương Pháp, người phương Tăng thôi là đủ rồi. Đằng này Đức Thầy còn liệt kê thêm một số vị quan trọng phía sau. Trong số vị quan trọng đó, quan trọng nhất là Phật Tổ, Phật Thầy. Có Thầy mình ở trong. Và hôm nay mình đã nguyện là cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mình nguyện, tự mình nguyện. Nội mà cái phép cải ăn năn thôi là thấy chúng ta pháp sám hối này, là thấy chúng ta rớt tại đây rồi. Khi đọc kinh, đọc sách, đọc lời Đức Thầy, đồng đạo biết tội hết đó. Nhưng mà một cái điều đau khổ nhất của tôi, bảo vậy, mình biết cái việc đó là cái việc tội đó. Việc làm đó nó không hợp lý đó. Việc làm đó nó phi nhân đạo đó. Việc làm đó nó gây nghiệp. Nhưng mà chúng ta vẫn hành động với đồng đạo. Mình biết cái điều đó là mình làm phạm giới cấm đó, phạm tội đoạn cấm, mà chúng ta vẫn làm. Nó lạ đồng đạo. Nó có một cái gì đó trong nội tâm chúng ta. Hầu như đây là những cái tư tưởng mà đã nhiều đời nhiều kiếp cái tái nó tồn động đến đây. Cho nên nó mới ung đúc chúng ta, xui khiến chúng ta. Mình biết cái điều đó sai, nhưng mà chúng ta vẫn làm theo tiếng gọi con tim, theo những cái dục lạc, những cái sự ham muốn bên ngoài đồng đạo. Vì vậy cho nên cải hoan năng là một cái pháp sám hối, mà Đức Thầy dạy là chữ tự hối nào ai có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trang quá. Cho nên nội mà cái phép này mà chúng ta khá là mi thôi thì sao? Tội cũ được tiêu trừ, tội mới không gây. Mà tội cũ được tiêu trừ, tội mới không gây là coi như chúng ta không có nợ. Mà không nợ thì về đâu? Đồng địa đồng đạo. Đức Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Nếu mà hết nợ là coi như chúng ta giải thoát. Bởi vì nợ mới ngồi đây nè, phải không đồng đạo? Nợ mà ở đây nè, nợ gia đình đeo đắng căng duyên cơn nguy nghèo, thân thể truân chuyên kẻ lưu lạc, người chờ trong mãi.
Mình nên biết rằng hôm nay chúng ta nợ, cho nên mình ở đây mà dứt nợ là coi như xong. Chỉ cần cái pháp sám hối thôi là chúng ta thấy là ngon lành rồi, đúng không? Và ngoài pháp sám hối ra, thầy còn dạy là cải hối ăn năn nữa, làm lành lánh dữ nữa. Cho nên cái quan trọng ở cái yếu tố tiếp theo này, phải làm lành lánh dữ. Và ý sau cùng là chúng ta nguyện quy theo các ngài tu hiền theo Phật đạo. Ở đây Đức Thầy nhắc lại từ tu hiền. Như vậy thì giờ này cái chữ khá làm ý này, đồng đạo phải khá làm lành, đồng đạo phải khá lánh dữ. Nếu đúng ra là chúng ta phải làm lành đó, chúng ta phải làm dữ. Nhưng mà giờ này căn cơ trình độ cuộc sống bên ngoài có nhiều cái mà đồng đạo chúng ta thấy mình làm không nổi đồng đạo. Vì vậy nên nhiều cái điều kiện, nhiều cái duyên nghiệp nó trắc trở trong đời sống tu hành của mình. Cho nên chỉ cần khá thôi, chỉ cần đồng đạo nguyện hứa cái gì, mỗi khi làm cái điều gì chúng ta phải biết, đó gọi là giác. Chúng ta phải giác đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy tu với tỉnh biết làm chẳng khó. Nếu lặng tâm có ngộ đạo màu, biết cái gì? Biết cái này nè. Mình biết được cái lời nói nào là lành, cái lời nói nào là ác. Mình biết được cái hành động nào ác, hành động nào lành. Biết để làm chi? Biết để đừng nói ác, đừng làm ác, đừng nghĩ ác. Mà chúng ta chuyển lại làm lành, nghĩ lành, nói lành. Mà nếu chúng ta nói ác, chúng ta làm ác, chúng ta nghĩ ác, mà chúng ta không biết mình đang nói ác, nghĩ ác, làm ác, thì coi như là đổ nợ. Chỗ này là nghiệp nè, là đổ nợ. Mà thường tôi và quý vị chúng ta rơi vào đây, tức là mình không có kiểm được mình. Thấy như vậy đồng đạo à, chứ thật sự ra mình bàn về tâm lý một chút, mình không có làm chủ mình đâu. Thường là khách quan bên ngoài làm chủ mình, thường là lục căn bên ngoài làm chủ mình, thường vạn pháp bên ngoài làm chủ mình. Lúc mình chưa gặp cảnh thì con người mình thật sự là làm lành, thật sự lãnh dữ. Nhưng mà khi gặp cảnh rồi thì lúc bây giờ tâm mình nó duyên theo cảnh. Kính thưa quý vị, rồi lúc bây giờ từ chỗ duyên theo cảnh đó mà chúng ta sẽ bị thụ động. Tôi nói nôm na thôi, tôi nói tôi á, thuyết giảng xong xuống bà con khen cho mừng, quá mừng. Mà xuống ông nào, cô nào mà chê rồi nó buồn, nó bức tức trong mình, thì rõ ràng là mình bị thụ động rồi đồng đạo. Đâu có chủ động đâu, mình sống vì người ta đúng không? Mà thường là trong cái cuộc sống của mình, mọi cái sự việc sinh nhai hàng ngày thì thường là chúng ta rơi chỗ đó. Cũng có một số đồng đạo tụ nghiệp lắm, mới có học đạo à, mới ăn chay tháng 4 ngày à, cái bị dòng họ xóm chồm tấn công quá, nghỉ tu. Như vậy thì mình tu mình hưởng, mà tự nhiên người ta nói mình này kia nọ, cái mình tự ái, tự cường, tự động, tự đại, mình nghĩ tu, thì điều đó chúng ta nên xem lại mình. Vì vậy cho nên hôm nay qua một khái niệm này không phải là dễ đồng đạo ạ. Và do đó thì Đức Thầy mới dạy rất rõ, chi bằng với lại cái hồn thể chúng ta nói hồi nãy, hoặc giả là trong bài Thiên Đế Ca Đức Thầy cũng nhắc nhở chúng ta rất rõ rồi đồng đạo. Chớ bỏ lời thời nơi Phật cảnh, chớ quên tín nguyện chúng non xanh. Vì vậy cho nên mình đã thời nguyện trước Phật cảnh, trước non xanh, phải không? Thì Đức Thầy căn dặn là chúng ta nhớ đó là khá làm y đó. Nhiều khi tôi bả vị cái chúng ta nhạo người ta, mình nói ôi ơi tưởng gì, chỉ đi chùa đó, mới đi chùa hôm qua bây giờ hung dữ thấy ghê. Cho nên thầy tôi dạy rất rõ đó, đó thầy tôi dạy không có sai mà. Cái nên đã bước vào chùa thấy Phật lại dài lui khỏi cửa ra thầy cẩu xé. Mình nói người ta, nhưng mà không ngờ mình còn tệ người ta nữa. Có bao giờ mình thấy mình không đồng đạo? Mình nói người ta đến chùa người ta lại Phật, ra khỏi chùa là người ta quên Phật, đỡ hơn mình. Ngày nào mình cũng lễ Phật hết đúng không? Nhiều khi ông Phật trước mặt mình mà mình quên ông luôn nữa. Đây thì mình tệ hơn ta nữa, cho mình chê hơn ta gì đồng đạo. Thật sự đồng đạo có những cái trường hợp đó đó. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tuổi cuộc hôn nhân bại trước Phật đó đồng đạo. Vì vậy nên người ta lui khỏi chùa, người ta không thấy Phật, người ta làm ác, cái đó còn đỡ. Còn tôi và quý vị ngày nào ở trong nhà thầy có, Phật có, Tam Bảo có nè. Ngôi Tam Bảo nhà chúng ta là Phật đài đó đồng đạo. Phật đài phượng phát mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu đó. Ngôi Tam Bảo là Phật đài đồng đạo à. Ngôi Tam Bảo chúng ta có tới 10 phương Phật đó, đó. Ở trong chùa có vài cái tượng nè. Nhưng mà ở nhà chúng ta có tới 10 phương Phật, đồng đạo hình dung đi. Cho nên đồng đạo nhìn qua cũng gặp Phật, nhìn lại gặp Phật. Mình cười người ta ai ngờ đó mình còn thua người ta nữa. Cho nên ở đây mình cũng bàn vấn đề đó, để chúng ta rút lại ở vấn đề là ở chỗ này. Như vậy thì câu giảng đầu tiên này Đức Thầy dạy quy y thì khá làm y là chúng ta biết rồi ha.
Mình biết rồi, mình biết mình làm y cái gì thôi, để mình cố gắng. Và đến câu tiếp theo thầy mới dạy là giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Như vậy thì giữ lòng, ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta là phải tu tâm á. Quý vị nhớ là giữ lòng nha, chứ không phải là giữ tướng. Bởi vì nếu mà tu tướng đắc đạo thì cõi Phật bên kia không còn chỗ trống nữa. Tôi bảo vệ về bển cũng không có chỗ ngồi đâu. Thấy không đồng đạo? Bởi vì tu tâm đắc đạo cho nên khó quá. Do đó thì giờ này thế gian, trong cái cõi đời này, cũng như trong 1 tỷ thế giới cõi ta bà, chúng sanh còn nhiều quá. Vì vậy cho nên hôm nay ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là giữ lòng thanh tịnh. Cái quan trọng là chúng ta phải giữ lòng thanh tịnh. Như vậy thì muốn giữ lòng thanh tịnh, chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu? Đây là cái yếu tố căn bản đồng đạo. Cho nên hôm nay muốn được giữ lòng thanh tịnh thì theo tôi, yếu tố thứ nhất là mỗi đồng đạo chúng ta cần phải noi theo lời dạy Đức Thầy. Đây là cái điều cốt lõi đầu tiên. Chữ thanh là gì? Chữ thanh là trong sạch. Chữ tịnh là yên lặng. Như vậy thì giữ lòng thanh tịnh cũng giống như Đức Thầy dạy là ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục. Người ở đời phải được lòng trống. Đây còn gọi là chúng ta một cái bài pháp gọi là rửa lòng. Kính thưa đồng đạo, hay đoạn khác Thầy dạy tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng thanh cao. Trong cái phần mà Đức Thầy dạy là bát chánh đạo. Vì vậy cho nên hôm nay muốn giữ lòng thanh tịnh thì khi mà chúng ta học là Đức Thầy, bởi lời Đức Thầy là một cái chân lý đồng đạo, chân lý thanh tịnh. Cho nên cái từ thanh tịnh mà theo là Đức Thầy dạy thì trong đó có tâm thanh tịnh, trong đó có cảnh giới thanh tịnh, trong đó có phương pháp thanh tịnh. Mình phải bàn như vậy. Ở đây Đức Thầy dạy giữ lòng thanh tịnh, đây gọi là tâm thanh tịnh. Rồi chỗ khác Thầy dạy phần sĩ tăng tay trống miệng càng giác thiện tính trắng hương nền Phật dấu. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể đầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Vậy thì nơi thanh tịnh này là cảnh Phật, gọi là cảnh giới thanh tịnh. Kính thưa đồng đạo, mình hiểu như vậy. Hoặc là nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, dứt trần bắt nhiễm mới là yên, mà Thầy dạy rất rõ trong bài Tỉnh Bản Trần Giác. Cho nên cái từ thanh tịnh mà Thầy dạy chúng ta trong thi văn của Ngài, sám thi của Ngài, chúng ta phải hiểu ba cái ý. Một là giáo pháp thanh tịnh, tức là giáo pháp Đức Thầy. Hai là từ giáo pháp thanh tịnh này nè. Cái gốc ở từ giáo pháp thanh tịnh này, từ ngọn đuốc tự bi giới thiện này, thì chúng ta bắt đầu học tu để chúng ta có được tâm thanh tịnh. Rồi từ tâm thanh tịnh này là một cơ sở hành xử hàng ngày. Từ đây chúng ta mới sanh về cái cõi thanh tịnh. Cõi thanh tịnh là cảnh Tây Phương Báo Ngọc Đầy Lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dưỡng, thì đó là cảnh thanh tịnh. Như tôi vừa nhắc đồng đạo, kính thưa quý vị, vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu về đấy là cái khái niệm thanh tịnh. Cho nên hôm nay muốn đạt được thanh tịnh, yếu tố đầu tiên như nói rồi, chúng ta phải có giáo pháp thanh tịnh, tức là phương pháp. Trên đời để làm cái gì cũng có phương pháp cả. Sao đồng đạo không phương pháp là không được. Giáo pháp của Thầy là pháp bảo à. Sấm giảng thi văn toàn bộ là pháp bảo. Mình nhận đến điều này, những cái lời Đức Thầy chúng ta thiết ra đều là pháp bảo à. Nãy chúng ta nghe rồi đúng không? 107 điểm dạo lục châu, các cái bài nói chuyện Đức Thầy chúng ta còn ở tại thế gian này. Dầu rằng những bài nói chuyện đó trò chuyện, dầu điện bài nói chuyện đang dạy những tín đồ của đồng đạo chúng ta, nhưng mà tất cả những cái lời nói từ miệng của Đức Thầy chúng ta thoát ra toàn là pháp bảo. Cho nên trong Đức Thầy chúng ta có Phật bảo và trong đó có luôn pháp bảo. Đây là tôi nói lại lời của đồng đạo Trang thôi. Thật sự mình nhận định như vậy đồng đạo à, phải không quý vị? Cho nên hôm nay trong vấn đề này, để rằng mỗi đồng đạo chúng ta phải nương vào phương pháp thanh tịnh này. Bởi vì phương pháp thanh tịnh này xuất phát từ tâm thanh tịnh của một vị hoạt Phật. Mình phải nhớ điều này. Đấy, cho nên là nếu như mà cái giáo pháp này xuất phát từ một cái người không đắc thành chứng quả, thì giáo pháp này tầm thường lắm. Nhưng mà giáo pháp của Thầy là giáo pháp phi thường. Bởi vì giáo pháp này xuất phát từ lời Đức Thầy dạy.
đó là miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai rất rõ ràng. Hoặc giả là miệng nhỏ tiếng to, văn bốn biển, lưỡi mềm lời lớn, dậy đồng mấy mà Đức Thầy đáp quả cho bệnh hằng nga đồng đạo, thì mình đọc các văn ấy thì mình sẽ cảm nhận được. Cho nên tôi bảo vị muốn tâm thanh tịnh, muốn giữ lòng thanh tịnh thì đồng đạo chúng ta phải mở giảng thầy ra. Một là chúng ta phải giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài đại gặp ta. Cho nên mình phải chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu đồng đạo, thì đây là cái điều kiện tất yếu trong đời tu của mình. Rồi khi đồng đạo đọc xong thì chúng ta mới tìm coi cái pháp tu nào thanh tịnh. Trong đó chúng ta phát hiện ba pháp tu thanh tịnh. Thứ nhất là mỗi đồng đạo chúng ta muốn có thanh tịnh. Cái gì làm cho mình không thanh tịnh, cái gì làm cho mình động, cái mình lần dắt lát cái mình hiểu liền. Cái gì làm mình động? Có phải nó nhỏ, có phải là tam độc chướng không? Đây là cái điều mà làm mình không tịnh đồng đạo, làm cho mình nhơ bẩn, làm cho mình rối loạn, làm cho mình ô nhiễm. Vì vậy cho nên hôm nay muốn tâm thanh tịnh không là Đức Thầy đâu. Thì lúc bây giờ bắt đầu chúng ta mới hạ thủ công phu, mình phải đẩy tam độc chướng tham sân si ra khỏi cái lòng của mình. Bởi vì tà kiến tam độc thật ma vương, tam độc chướng là ma vương, mà trong pháp vũ đàn kinh Đức Lục Tổ đã dạy rồi, tà kiến tam độc thật ma vương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Cho nên hôm nay muốn đạt được tâm thanh tịnh thì tôi và quý vị chúng ta phải tìm cách để dập tắt ba cái điều ham muốn nơi nội tâm của mình mà Đức Thầy đã dạy trong kệ Dân Người Khùng. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ đồng đạo. Rõ ràng không? Nếu mình đủ cái này là lòng sạch trong, sạch trong là thanh tịnh rồi. Cho nên giờ này đồng đạo nhớ giùm tôi một đoạn có mấy chữ thôi. Ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si. Đoạn này dễ thuộc quá, che nghe chứ tao nhắc thuộc liền à. Nhắc lại nè, ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si, nó là thuộc liền. Nhưng mà hành á, cả đời hành chưa xong, thuộc khác hành khác. Bởi vì cái này là Bồ Tát mà đồng đạo. Bố thí nhẫn nhục trì giới là ba độ trong lục độ. Nếu mà hành được cái này quý vị chúng ta chẳng những có tâm thanh tịnh mà tôi bao giờ thành Bồ Tát hết trơn. Thành Bồ Tát hết đồng đạo mới đơn giản đâu đồng đạo à. Cho nên pháp tu Đức Thầy, lời dạy Đức Thầy đó không phải đơn giản những khách quan người ta nhận định đâu. Có nghiên cứu thì chúng ta mới nếm trải được cái hương vị đó. Vì vậy cho nên giờ này muốn diệt trừ cái này không khó, chỉ cần đồng đạo chúng ta ngày nào cũng bố thí, giờ nào cũng bố thí, phút nào cũng bố thí, mà giây nào cũng bố thí cho tiền, cho vàng, cho bạc, chuyện đó chuyện nhỏ thôi. Mà chúng ta nên bố thí cái ngã của mình đó. Tại sao mình mới cho người ta 1 triệu bạc được mà vừa rồi nghe đồng đạo trang nói chạm tự ái không cho luôn nè, sao kỳ á? Mà đồng đạo nó có những trường hợp đó, mình mới cho người ta 1 triệu mà con mình nó nói cha ơi cha, con bị mất chiếc xe đạp rồi. Hồi lúc bây giờ lửa trong tâm chẳng đốt mà lần mới cho người ta 1 triệu, mà tại sao không cho con mình luôn chiếc xe đạp đi? Sao đồng đạo? Cho nên cái điều hụt hẫng nhất là thế này: đồng đạo chúng ta làm từ thiện rất là giỏi, nhưng mà nhiều khi chúng ta hơn thua với nhau 1-2 lời nói. Mình cho luôn đi. Trời ơi, ông này nói, chú này nói nghe không được, tôi cho chú luôn đó. Giận làm gì cho nó mệt, tự khổng không đem đá cái neo bụng chơi. Đồng đạo phải coi, neo câu luật tự, neo hoa sen, không neo đem đá neo bụng. Cho nên mà cái rốt của làm từ thiện, cái rốt của bố thí đó, mà theo tôi đó, chúng ta nên cho cái bản ngã. Đồng đạo nói đây, ai cần Phan Chí Tâm tôi cho luôn. Tôi không phải Phan Chí Tâm, ai cho tôi cho luôn. Sao đồng đạo? Có nghĩa là mình cho luôn cái bản ngã. Cho cái này để mới đắc Bồ Tát rồi đồng đạo. Mình cho tiền, cho của, cho vàng, cho nhà, cho đất, chúng ta cho luôn cái bản ngã. Nếu ở đây đồng đạo là mà cho được cái này là chúng ta không giận,
không hờn, không quán trách. Thấy không đồng đạo? Bồ Tát rồi. Rõ ràng bao nhiêu là thành Bồ Tát à, mà bao giờ mà thành đây? Dễ gì nói thì hay, đụng thì thấy liền, đụng thì biết liền đồng đạo. Bị trầy da một chút là bức rứt rồi, nhức cái răng một chút là cọc cằn rồi, đau bụng là chịu không nổi rồi. Mấy cái này sao không cho luôn hết thì giữ cái gì ạ? Đau bụng không cho, không có đau nữa. Nhức răng ô cho nó không nhức nữa. Theo đồng đạo, đây là mình nói về lý đạo đấy, chúng ta hành nhé. Pháp tu phải đi đến như vậy đó đồng đạo ạ. Mà đạt được như vậy mới đắc đạo được, chứ không phải mà chúng ta nghĩ là mình đem mình cho là được, cũng được nữa. Nhưng được ở một giới hạn khác. Còn giới hạn chúng ta đang bàn là giới hạn thanh tịnh đó. Giới hạn chúng ta bàn là về cực lạc đồng đạo à, không phải đơn giản đâu. Ha, nội bố thí thế thì chúng ta học hẳn rồi đó, là chưa nói tới là nhẫn nhục nữa. Rồi chi giới. Đồng đạo đồng lòng hết rồi. Mình nói gọn gọn thôi để chúng ta qua bài khác nữa chứ. Thì đó là cái phương pháp thứ nhất để chúng ta được tâm thanh tịnh. Rồi cái phương pháp thứ hai nữa, hôm nay đặt tâm thanh tịnh thì đồng đạo nhớ kỹ cái gì làm cho tâm không thanh tịnh. Ngoài tam độc chướng, ba cái tên giặc hồi nãy, ba cái tên ma vương hồi nãy, cái thứ hai nữa là đến tám cái điều tà, có nghĩa là bát tà. Cũng vì bát tà, cũng vì cuộc sống của mình, mình nương theo tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà nghiệp, tà mạng, tà ngữ, tà niệm, tà định, đúng không? Khi chúng ta nghiên cứu được thầy, thì hồi đó tôi vừa nghiên cứu nó chết rồi, chết rồi thầy ơi, chết rồi. Vậy hồi đó giờ còn sống bát tà không ạ? Có nè, tôi đó tôi đọc tôi ngộ liền, thằng ơi chết rồi thầy ơi, mình nói bụng chết rồi thầy ơi, hồi đó giờ sống bát tà không ạ? Cho nên khổ là phải đâu. Vì vậy cho nên mình sống với bát tà, mình mượn bát tà làm phương châm sống. Mình nhờ bác tà làm thầy, làm sư phụ mình. Cho nên cuối cùng bác tà đưa mình đi vào trong sanh tử luân hồi từ vô lý kiếp đến nay. Nó làm cho tâm mình nó náo loạn cõi lòng, làm cho mình động. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đạt được tâm thanh tịnh đồng đạo nên đi theo con đường bát chánh đạo. Bởi vì công năng diệu dụng của bát chánh là để trừ khởi bác tà. Mình phải nhớ kỹ điều này. Bởi vì nơi nào có chánh là nơi đó không có tà. Cho nên hôm nay đồng đạo phải theo cái hình cái chương trình tu học này. Mà nhất là chúng ta thấy ở chánh tư duy Đức thầy đã dạy chúng ta là được tâm thanh tịnh rồi. Rồi chúng ta đi từ chánh kiến, chánh tư duy cộng chánh tinh tấn, cộng với cái nghề nghiệp chánh nghiệp, cộng với miệng lưỡi là chánh ngữ, cộng với chánh mạng, có một sanh mạng trong sạch. Thì khi đồng đạo đạt đức chánh niệm chánh định thì lúc bây giờ tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Lúc này là lòng trong thánh kệ tình bê lỗi rồi đúng không? Dạ sạch Phật kinh lý liền bái. Bởi vì khi đạt đến chánh định, rồi đạt cái chánh niệm, đến chánh định là đạt đến tam mũi, đến đây là trí tệ, phải nói gọn là trí tệ vô sư. Lúc bây giờ ở trong nó phát ra, nãy giờ mình bàn ngoại phát vô, mà bây giờ này là ở trong nó phát ra, thì lúc giờ là tâm thanh tịnh thôi. Cho nên hảo nào quá quan trọng đúng không? Bát chánh đạo quan trọng lắm. Hồi đó giờ tôi rất là chú trọng bát chánh, cho nên khi mà làm nhiệm vụ là tôi rất ưu tiên cho bát chánh đạo. Do đó thì cũng đã có rất là nhiều cái đề tài bát chánh và đồng đạo thấy rõ rồi. Vì vậy cho nên quan trọng đến nỗi mà Đức thầy sắp xếp cho chúng ta biết rằng, thứ nhất bát chánh thầy viết 3 lần, thứ nhì là thầy khẳng định bát chánh đạo là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát trốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát. Đó là cái điều quan trọng đó. Thì đó là chúng ta bàn ở cái pháp thứ nhì để được tâm thanh tịnh. Rồi đến cái pháp thứ ba nữa. Hai pháp bây giờ khó quá quý cô, khó thật á. Nhưng mà pháp thứ ba này dễ nè. Có nghĩa rằng mỗi đồng đạo chúng ta muốn được tâm thanh tịnh thì giờ này chúng ta phải đêm ngày nhớ Phật cho thường, phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Tất cả đồng đạo chúng ta phải lòng 6 chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Pháp môn tịnh độ. Như vậy thì nghe ông Chí Tâm nó môn tịnh độ, ủa có thấy gì thanh tịnh đâu. Nhưng mà thanh tịnh nhé, đồng đạo mà niệm Phật mà chưa thanh tịnh là chúng ta chưa đi đến nước rút. Bởi vì đồng đạo thấy bước 4 cái bước niệm Phật, Đức thầy dạy 2 cách niệm Phật thôi. Nhưng mà trong 2 cách này có 4 bước. Bước đầu tiên chưa thấy thanh tịnh. Bước đầu tiên niệm Phật theo mỗi thời khóa, cũng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm. Như vậy thì khi chúng ta niệm Phật trong mỗi thời cúng, lúc này chưa thanh tịnh, lúc này đang tập, đang kiểm là mình coi còn động hay không.
Mà khi mình kiểm mình thấy mình còn quá động rồi. Cho nên trong quá trình ngồi niệm Phật là chúng ta đang kiểm lại mình đó. Rồi đồng đạo tiến xa hơn bước thứ hai là chúng ta ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Thì bước thứ hai này chúng ta cũng chưa được thâm thanh tịnh. Bởi lúc bây giờ niệm trong thứ đứng quay nghi mà lúc bây giờ những cái niệm tà nó cứ sẹt sẹt vô hoài. Niệm danh, niệm lợi nó sẽ sẹt vô hoài. Và mình mới tiến luôn bước thứ ba. Bước thứ ba là niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn. Nhưng mà niệm bước thứ ba cũng chưa có thanh tịnh nữa. Đặc biệt làm đâu? Đặc biệt là bước thứ ba cũng chưa thanh tịnh nữa đó. Thế đâu phải đơn giản đâu. Nói ra đây khó giữ bởi hội trường này theo tôi đoán nha. Đây là đoán thôi nha. Chắc chưa có ai niệm đến nhất tâm bất loạn đâu. Phải không đâu? Nhưng mà bước thứ tư đó. Bước thứ tư là thanh tịnh đó. Đức Thầy dạy niệm Phật nên niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật để lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn được nhiễm trần ai. Đó không? Thì khi mà chúng ta bàn từ bước thì được đó, thấy không? Cái diệu dụng của câu luật tự, Đức Thầy chúng ta rất là khéo léo, diệu dụng đưa chúng ta đi từ thấp lên cao, lên cao, lên tột cao. Tới tột cao là chúng ta mới đạt thanh tịnh. Vậy thì giờ này Đức Thầy dạy giữ lòng thanh tịnh. Đồng đạo mà không niệm Phật đó, biết bao đời nào đồng đạo được tâm thanh tịnh. Ở đây tôi nói thật sự đồng đạo à, thật sự là như vậy. Cho nên hôm nay muốn tâm thanh tịnh thì chúng ta bắt đầu từ câu lục tự, bắt đầu từ Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm chớ quên không đợi gì thật khắc. Bắt đầu từ cái tông này mới được. Bắt đầu từ bạch bẻ Nam Mô cũng nhục cầu. Lúc đầu niệm ít, lúc sau niệm nhiều, lúc sau nữa. Niệm niệm nói liền với nhau trong tứ tướng quay nghi, tương tục với nhau trong nội tâm của mình. Thì đến đó mình sẽ ngộ nhập Phật tri kiến. Pháp niệm Phật mà Đức Thầy dạy chúng ta nó cũng giống như pháp thiền đồng đạo ạ. Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật để trao thay đổi một niệm chúng sanh mà đạt nhất tâm bất loạn là coi như chúng ta là gần như là chánh tâm rồi, đúng không? Nhưng mà chưa ngừng ở đây mà đồng đạo chúng ta phải đạt đến bản lai thanh tịnh. Có nghĩa là nhờ niệm Phật mà chúng ta trở lại cái gốc thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là Phật. Thanh tịnh là chủ nhân ông. Thanh tịnh là niết bàn diệu tâm. Thanh tịnh là bổn lai diện một. Thanh tịnh là Phật tánh. Mà Đức Thầy dạy là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cho nên hôm nay chúng ta niệm Phật là chúng ta vẹt mấy mù cho huệ nhật hiện bài. Mình niệm Phật là dẹp phiền não, mình niệm Phật là dẹp sân si, mình niệm Phật để mình tìm một cái sự sáng trong muôn ngàn sự sáng để chúng ta thọ nhận ánh sáng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy mới xác định rất rõ rồi, cho chúng ta biết rất rõ. Ở chỗ là hào quang chư Phật rồi mười phương. Và Đức Thầy mới xác định rất rõ. Để rồi mỗi đồng đạo chúng ta ráng niệm Phật, A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiện lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kính thưa đồng đạo, cho nên đồng đạo nào có niệm Phật tinh chuyên, niệm Phật làm hiền, thì chúng ta sẽ được cái sự tiếp độ, chia sẻ được cái tài sản giá trị từ Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Thầy mới dạy kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Sao đồng đạo? Cho nên từ đó thì ngoài cái việc giữ lòng thanh tịnh thì Đức Thầy còn dạy là từ bi giúp đời. Bởi vì hôm nay nếu mà chúng ta giữ lòng thanh tịnh mà đồng đạo không từ bi giúp đời thì chúng ta không có đầy đủ công quả đồng đạo. Cho nên khi lòng thanh tịnh rồi, lúc bây giờ tự nhiên cái trong chúng ta sẽ có từ bi. Từ bi sinh ra từ ở tâm thanh tịnh. Mà nếu tâm không thanh tịnh là chúng ta không từ không bi. Từ bi nói cho đủ là từ bi hỷ xả. Từ bi là Phật. Nếu nói về đơn tự, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nhưng mà từ bi đây là Phật, đồng đạo à, từ bi là Phật đó, là tâm Phật. Thì lúc bây giờ từ ở tâm từ bi này, đồng đạo làm từ thiện mới đạt ở chỗ là giúp đời.
Còn nếu mà chúng ta chưa có từ bi mà chúng ta làm từ thiện thì chưa phải là giúp đời. Bởi vì giúp đời mới có được công quả. Còn chúng ta cho người ta mà mình còn tiếc, cho người ta mà thấy mình là người cho, thấy người ta là người nhận, thấy của mình cho, thì xin thưa đồng đạo, lúc này chưa phải là giúp đời. Chứ chưa thật sự giúp đời. Bởi cái từ giúp đời ở đây là muốn nói từ cỡ Bồ Tát, từ các bậc liễu đạo thì mới thật sự là giúp đời đạt kết quả. Bởi vì cái chúng ta bàn là ở gốc thanh tịnh. Vì vậy cho nên khi đến đây giữ lòng thanh tịnh thì biết giúp đời là một cái hệ thống để Đức Thầy muốn cho tôi vạ viện trong sự niệm Phật của mình. Ngoài việc niệm Phật, chúng ta phải có bốn đại đức như Đức Thầy giải rất rõ. Chúng ta hôm nay niệm Phật để nhớ Phật và gắng sức làm theo bốn đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngày. Đức Thầy muốn cho mình niệm Phật được thành Phật đồng đạo. Cho nên giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời, đây là một cái hệ thống để đồng đạo chúng ta vừa niệm Phật, vừa có từ bi và chúng ta vừa giúp đời, là chúng ta đã thực hiện được cái công quả của Bồ Tát hạnh trong cái cuộc sống. Nói cho đủ là chúng ta niệm Phật làm lành. Như vậy thì khi đến đây là chúng ta hoàn toàn giải thoát. Bài pháp mà chúng ta trình bày ngày hôm nay là bài pháp Bồ Tát. Dầu rằng bắt đầu từ hai chữ quy y thì khá làm ý, nhưng mà cái rốt ở chỗ là giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Như vậy thì trong toàn thể đồng đạo chúng ta, theo tôi nghĩ rằng 14 chữ này là một vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu để chúng ta làm theo trong cuộc sống. Cho nên người tín đồ Phật giáo và hảo mà giờ này quy y mà chúng ta không làm ý, thì một là chúng ta chưa phải là tín đồ. Mà nếu nói mình tín đồ là mình tự xưng, nếu như vậy là chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ con sâu làm rầu nồi canh. Bởi vì hôm nay tu là chúng ta phải hành. Hành không trọn vẹn, hành không 100% thì ít nhất chúng ta cũng phải hành được đến 65% trở lên. Bởi vì khá mà 65% trở lên mới được đạo, mới là tín đồ. Và đồng thời trong quá trình hành lý này, đó là một cái cơ sở để chúng ta phát triển cái nội tâm, để chúng ta trở lại với tâm lành, với tánh thiện. Đúng như là Đức Thầy dạy là trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình trót trơn. Thì từ trở lại với tâm lành, tâm thành, chánh tánh thiện của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nảy sinh ra được cái lòng từ. Lúc bây giờ lời nói chúng ta cũng là Phật, hành động chúng ta cũng là Phật. Bởi vì ý tưởng là Phật rồi thì mọi việc làm bên ngoài đều là từ bi, đều là hỷ xả, đều là thương người, đều là mến Phật. Như vậy là chúng ta nếu được như vậy thì mọi việc làm hàng ngày chúng ta đều sinh phước, đều có công đức, mãi mãi chúng ta không còn phải rơi vào bể khổ. Và đến đây coi như là chúng ta cũng hoàn mãn cái công trình tu hành của mình. Đến đây là chúng ta đã hoàn toàn đắc được cái quả vị như hàng ngày mà chúng ta đã nguyện cầu. Từ ở chỗ nguyện cầu xuống Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Thì từ cái nguyện cầu xuống này thì đến đây chúng ta đã hoàn toàn đắc đạo thông qua hai câu giảng này. Cỡ như là hoàn toàn chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì cũng đúng 11:20 rồi, như là đã hứa rồi, 55 phút để chúng tôi chia sẻ qua chuyên đề này. Thì như đã có sự sắp xếp ban tổ chức cái chương trình cũng như qua cái bài nói chuyện của mình, thì mình cũng đã làm xong cái nhiệm vụ trong cái lần phân công tại đây. Với cái sự chia sẻ của mình thì không sao tránh khỏi những vấn đề sơ sót nhất định. Cho nên thì cũng mong rằng quý đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phước thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức cũng đã có lời mời sắp xếp hàng năm chúng tôi đều được trở về đây để làm nhiệm vụ của mình. Cảm ơn tất cả các ban trị sự xa gần đến hộ pháp. Và đặc biệt thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Trịnh Thị Cẩm Dì, tức là đến từ huyện Long Hải của Bà Rịa, tức là đến từ Long Hải của huyện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, Vũng Tàu, thì cũng đã hỗ trợ về cái phần vật chất cho cơ sở đạo và buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Thì cũng mong muốn rằng
trong cái việc làm sẽ có được cái phần công đức để rồi hồi hướng công đức này đến cho ông bà của quyền, ông bà cha mẹ của vị thất tổ chung, và nhất là của vị thất tổ, ông bà cha mẹ của đồng đạo Minh Thường Quân. Thì đây cũng là cái điều mà chúng tôi thấy rất là hữu ích, bởi vì đồng đạo đã làm được rất là nhiều việc. Thứ nhất là hôm nay đồng đạo đã hỗ trợ, là chúng ta đã làm được cái được gọi là phước điền, hỗ trợ cho buổi thuyết pháp, là chúng ta đã thực hiện được thêm một cái ân điền, đó là ân tam bảo. Rồi đồng đạo còn hồi hướng công đức lại cho ông bà cha mẹ các bạn, thì đây là chúng ta đã làm được cái điều ân tổ tiên cha mẹ. Và cuối cùng chúng ta cứu khổ được cho chúng sinh, đó là chúng ta đã thực hiện được bi điền, thực hiện đúng theo là Đức Thầy dạy, là chúng ta đã có được kính điền. Cho nên một cái việc làm chúng ta có đủ phước điền, rồi ân điền, rồi bi điền, kính điền, thì đây là việc làm rất là hữu ích. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh cho Ví Mạnh Thường Quân hỗ trợ ngày hôm nay. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành, thực hiện đúng theo cái hoài bão ước mơ của Đức Thầy, đó là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi nhận thấy nhìn đồng hồ thì xuyên suốt khoảng 80 phút, thì giáo lý viên Phan Chí Tâm đã xuyên suốt trôi chảy những cái văn từ phong phú nhấn nhá, làm cho quý đồng đạo lắng nghe. Thì cũng chúc cho giáo lý viên Chí Tâm được dồi dào sức khỏe để làm phận sự phổ truyền Phật pháp vì tổ tài. Một lần nữa nhiệt liệt cho ông chàng phó tay quý vị. Nam mô A